đại án Việt Á sự cao tay của Tổng Trọng trong việc bịt đầu mối trùm cuối là ai? Vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân Hà Nội bắt đầu phiên xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án tham nhũng liên quan đến công ty Việt Á. Đây là một đại án thuộc diện được Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam theo dõi và chỉ đạo. Điều mà dư luận xã hội và đông đảo người dân quan tâm nhất đó là câu hỏi ai là chùm cuối trong vụ án này cũng như những ai đang sở hữu 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt và rắc rối quanh khối tài sản cách sổ. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở công ty Việt Á CDC Hải Dương. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Việt Á trên trang Wiki có nêu như sau. Công ty được thành lập vào năm 2007 với số vốn ban đầu chỉ là 80 triệu đồng từ ba thành viên. Ông Phan Quốc Việt, sinh năm 1980, là người sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cuối năm 2017, Việt Á tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Mặc dù trước năm 2017, công ty này chỉ thu nhập vài chục tỷ đồng và thường báo lỗ trải qua 6 lần tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ góp vốn của ba cổ đông sáng lập và công ty Việt Á không biến động, vẫn nắm giữ khoảng 20%. Đáng chú ý, Vicky cho biết sau cho đến nay tháng 5 năm 2023, sau hơn một năm rưỡi điều tra, người dân vẫn chưa biết được ai là cổ đông của 80% cổ phần còn lại, ước tính khoảng 800 tỷ đồng. Vậy mà trong ngày thứ ba xét xử vụ án công ty Việt Á và ngày 5 tháng 1 năm 2024, Vietnamnet Online đưa tin Phan Quốc Việt và rắc rối quanh khối tài sản, cách xủ. Bản tin cho biết về một sự bất ngờ liên quan đến sở hữu cổ phần của công ty Việt Á với những thông tin hoàn toàn khác những thông tin từ trước đến nay do truyền thông nhà nước và Bộ Công an cung cấp. Cụ thể, theo tờ báo Việt Nam đăng như sau. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử dành thời gian thẩm vấn bị cáo Phan Quốc Việt và các bên liên quan đến khu đất mà cơ quan điều tra đã kê biên của Chủ tịch Việt Á. Theo cáo trạng, công ty Việt Á có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sở hữu vốn điều lệ, trong đó Phan Quốc Việt sở hữu 47,25%, bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ bị cáo Việt sở hữu 24% bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á với nụ cười bí ẩn khiến nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam rất lo lắng, mất ăn mất ngủ. Vào cuối năm 2022, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã tiến hành bãi nhiệm đối với hai ông phó thủ tướng trong nội các của ông Phạm Minh Chính, đó là phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và phó thủ tướng Vũ Đức Đàm. Ông Phạm Bình Minh trong giai đoạn đại dịch Covid-19 còn kiêm chức bộ trưởng Bộ ngoại giao là người đứng đầu cơ quan tổ chức cơ chuyến bay giải cứu. Trong khi ông Vũ Đức Đàm thời điểm đó là Phó Thủ tướng phụ trách xử lý công tác ứng phó với đại dịch COVID-19. Đại tiếng nói Hoa Kỳ VOA trong bản tin vào ngày 3 tháng 1 năm 2023 cho biết cuộc thanh trừng do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo cũng đã hạ bệ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người chịu trách nhiệm chính trị về những thiếu sót trong nhiều quan chức. AFP dẫn một nguồn tuyên bố của Ủy ban Trung ương Đảng vào thời điểm đó cho biết như vậy trong buổi lễ bàn giao trao quyền cho Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Trước khi rời nhiệm sở, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã từng có phát biểu gây chấn động dư luận khi đó, mà cụ thể được ông nêu ra như sau. Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ. Vẫn theo Đại tiếng Hoa Kỳ, lời thanh minh của ông Phúc được nhiều người trích dẫn và bình luận giữa bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng vợ và gia đình ông có dính líu đến vụ án Việt Á nên sự nghiệp chính trị của ông phải chấm dứt. Tuy nhiên, phát ngôn kể trên của Nguyễn Xuân Phúc ngay lập tức bị báo chí thuộc truyền thông nhà nước Việt Nam gỡ bỏ. Về lý do khiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm, theo báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho biết, ông Nguyễn Xuân Phúc phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng, có vi phạm khuyết điểm gây hiệu quả rất nghiêm trọng. Hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, cũng xin được nhắc lại, tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 23 tháng 8 năm 2013 đã đưa tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự đêm ca nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh Văn Cao. Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cùng Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân tham dự đêm diễn cùng với ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm diễn. Khi đó dư luận cho rằng không lẽ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành sự ưu ái cho một kẻ tội phạm là trùm cuối trong đại án Việt Á hay sao? Trùm cuối trong tướng Việt có nghĩa là ông trùm, kẻ có quyền lực lớn nhất đứng đằng sau chỉ đạo hoạt động của một băng đảng. Theo cách lý giải của cáo trạng vụ án Việt Á của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm bưng bít cho đồng bà cho đến cùng vụ Việt Á này. Do vậy, câu trả lời là câu hỏi trùng cuối của đại án Việt Á là ai sẽ là điều vô vọng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình truyền trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đại án Việt Á sự cao tay của Tổng trọng trong việc bịt đầu mối trùng cuối là ai? Tòa sở vụ Việt Á, chủ Tổng Lốc khai gì khiến Tô Lâm giật mình thon thót vậy? Sáng ngày 3 tháng 1, Tòa Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án Việt Á. Đây là vụ án đầu tiên được xét xử cùng lúc ba lãnh đạo cấp cao là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh và cựu Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thằng. Ngoài ra còn có 35 bị can khác có mặt tại hậu tòa. Điều được giới quan sát trong nước và đặc biệt là quốc tế quan tâm đó là sự thành khẩn nhận tội của các quan chức vốn được mô tả là vừa đạo mạo vừa hết ra lửa trong quá khứ. Một hãng tin quốc tế mô tả vụ bắt tay thao túng giá giữa các quan chức và doanh nhân này ước tính đã thu về khoảng 172 triệu đô la cho Việt Á, trong đó có 34 triệu đô la được cho là đã đổ thẳng vào túi các quan chức này. Toàn cảnh xét xử đại án Việt Á vào ngày 3 tháng 1 năm 2024. Xuất hiện tại tòa, theo mô tả của truyền thông nhà nước, ông Nguyễn Thanh Long với mái tóc bằng bạc trắng, đôi mắt thâm quầng và ông nhiều lần nói tôi sai, tôi xin lỗi vì đã nhận hối lộ. Tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã khai nhận 2,25 triệu đô la từ ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á, trong đó 2,2 triệu đô la nhận thông qua cựu thư ký Nguyễn Huỳnh và 50.000 đô la nhận trực tiếp từ ông Việt. Nhưng ông Long phủ nhận việc gợi ý đòi Phan Quốc Việt đưa tiền như lời khai của cựu thư ký riêng ông Nguyễn Huỳnh. Còn ông Trung Ngọc Anh bị truy tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Tại tòa, ông Trung Ngọc Anh nói rằng, ông rất đau xót khi không có cơ hội gặp lại ông Phan Quốc Việt để trả lại khoản tiền 200.000 đô la đã nhận. Tổng giám đốc công ty cổ phần Việt Á Phan Quốc Việt và phó tổng giám đốc Vũ Đình Hiệp đều bị truy tố về hai tội đưa hối lộ và vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo buộc, ông Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã bỏ ra hơn 106 tỷ đồng để hối lộ quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Thanh Long bị cho là người nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền lên tới 2,2 triệu đô la, tương đương 51 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thanh Long có vai trò trực tiếp can thiệp và chỉ đạo cấp dưới tác động để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá, phân bổ và thanh toán tiền ký xét nghiệm. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã bị cáo buộc đứng ra giới thiệu Việt Á với lãnh đạo một số địa phương để giúp công ty này tiêu thụ kit xét nghiệm giảm. Theo báo cáo, Tổng thống đốc Việt Á cũng chi hàng chục tỷ đồng để cảm ơn một số quan chức vì đã đưa ra quyết định trái pháp luật có lợi cho Việt Á. Trong đó, đáng chú ý, cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhận tới 200.000 đô la, tương đương 4,6 tỷ đồng. Ông cựu Bộ trưởng, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị còng tay áp giải tới tòa. Vẫn theo cáo trạng, ông Chu Ngọc Anh là người đã ký quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu có sự tham gia của Việt Á đồng ý để Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo nhằm hỗ trợ quảng bá cho kết xét nghiệm của Việt Á, ký kết luận khen thưởng và gửi tờ trình đề nghị Thủ tướng khen thưởng công ty Việt Á. Theo giới quan sát, đáng chú ý, cụm từ cảm ơn đã được sử dụng rất nhiều lần trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để thay thế cho cụm từ hối lộ một cách có chủ ý nhằm che đậy hành vi hối lộ, nhận hối lộ của các bị cáo là các quan chức cấp cao của Đảng nhưng dường như bị cáo Chu Quốc Anh theo cáo trạng là người đã được nhận 200.000 đô la của Phan Quốc Việt có lẽ do không hiểu ý của Viện Kiểm sát nên vẫn áy náy về việc này. Xin nhắc lại ông Chu Quốc Anh khi Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ đã bị Bộ Công an khởi tố, bị can và khám xét nơi ở và lý do đã nhận 200.000 đô la từ tay Phan Quốc Việt ngay tại phòng làm việc của mình. Vậy mà Bộ Công an của ông Tô Lâm đã lấy lý do khi nhận 200.000 đô la Trung Quốc Anh đã nói tớ cảm ơn, nên số tiền đó chỉ bị coi là quả biếu, chứ không phải là tiền đưa nhận hối lộ. Rõ ràng thái độ ăn năn bất ngờ của ông Trung Ngọc Anh tại tòa, trong ngày xét xử đầu tiên đã bác bỏ lời chạy tội thuê của Bộ Công an. Công luận đặt câu hỏi cho Bộ Công trưởng Bộ Công an Tô Lâm rằng, nhận quả biếu thì vì sao Trung Ngọc Anh lại phải ăn năn? Trong khi ông Trung Ngọc Anh thừa nhận, thừa thông minh để hiểu rằng, nếu ông thoát tội nhận hối lộ với số tiền khoảng 5 tỷ đồng thì ông sẽ thoát bản án với mức án từ 20 năm tù cho tới tử hình. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm, người bị nghi ngờ có sự khuất tất trong kết luận điều tra vụ Việt Á. Sự cố này có lẽ là xui xẻo cho Bộ trưởng Tô Lâm ngay trong ngày xét xử đầu tiên và có thể sẽ còn nhiều điều xui xẻo nữa sẽ xảy ra. Nhưng nếu nhìn biểu vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an, trong vai trò điều tra viên chính trong giai đoạn đầu, đã tham gia chạy án thì chẳng cần nghi ngờ chủ trương chạy án của Bộ Công an trong các vụ tham nhũng nói chung và đại án Việt Á nói riêng. Chúng ta hãy cùng chờ xem cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lúc lòi ra. Có thể cựu Bộ trưởng Trung Quốc Anh đã được Hội đồng xét xử đề nghị giảm án tương tự như trường hợp cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn thì có công buộc bị cáo Hoàng Văn Hưng cuối cùng phải nhận tội và đã nộp lại số tiền hơn 18 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong lúc này không giật mình, thon thót mới là điều lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tòa sử vụ án Việt Á, Chu Tổng Đốc khai gì khiến Tô Lâm giật mình thòn thót. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề.